Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng, cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Hành trình bão số 4 quần thảo trước khi đổ bộ đất liền. Bão Noru đã đổ bộ đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, từ 89 đến 117 km/h, giật cấp 13. Sáng nay cường độ bão đã giảm, nhiều nơi có mưa lớn, mưa cũng mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đảo Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 10, giật cấp 14, đảo Lý Sơn gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, đảo Cồn Cỏ gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, Đồng Hới, Đông Hà, Quảng Ngãi, An Nhơn, Quy Nhơn, Tuy Hòa gió giật cấp 7, Nam Đông, Đà Nẵng có gió giật cấp 9, Tam Kỳ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 19 giờ tối qua, Đà Nẵng bắt đầu đổi gió lớn kèm mưa to. Chính quyền thành phố yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà từ 20 giờ tối qua, trừ người làm nhiệm vụ. Nhưng theo quan sát, từ 19 giờ, các tuyến đường đã vắng bóng người. Tại trường tiểu học số 2 Tam Quang Bắc, phường Tam Quang Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, có hơn 30 người dân được về trú bão từ trưa. Người dân mang đồ đạc, chăn màn rồi trải chiếu nằm xếp lớp trên nền nhà. Nhiều trẻ nhỏ ôm chặt mẹ cuộn tròn ngủ trong chăn, trong khi nhiều người khác ngồi ngóng bão. Chính quyền hỗ trợ mì tôm và nước, sữa để dân lót dạ đêm khuya. Bên ngoài, mưa càng thêm nặng hạt, gió rít từng đợt kéo dài trên các tuyến đường vắng lặng người. Nằm trên ghế, bà Nguyễn Thị Đây, 76 tuổi, trông mệt mỏi. Gió lạnh, bà quấn thêm chiếc chăn mỏng. Vợ chồng ông Huỳnh Minh Thư, 72 tuổi, thấp thỏm khi thấy trời mưa mỗi lúc một lớn. Vợ chồng già lo cho căn nhà cấp 4 ở gần biển của mình ở phường Tam Quang Bắc không rõ có bị gió đánh giật sập khi bão vào. Đánh giá bão diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân Bình Định yêu cầu các địa phương trên toàn tỉnh phải túc trực 24/24 giờ. Cùng với đó, chính quyền phải sơ tán người dân ra khỏi khu vực thấp trũng, xung yếu tới nơi an toàn. Tỉnh cũng yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà từ 21 giờ hôm nay cho tới khi hết bão. Khoảng 21 giờ 30 phút tối qua, mưa lớn kèm cuồng phong hoành hành trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Cũng trong tối qua, Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4 cho biết, đến nay các đơn vị liên quan đã huy động gần 250.000 cán bộ chiến sĩ cùng gần 3.000 phương tiện ứng trực duy trì tìm kiếm cứu nạn mưa bão. Các lực lượng chức năng tổ chức bắn pháo hiệu tại 33 điểm ven biển. Ngoài ra, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định đã sơ tán hơn 250.000 người dân đến nơi an toàn, trong đó nhiều nhất là Quảng Nam, hơn 123.000 người, Quảng Ngãi 68.000 người. Theo Ban chỉ đạo, đến nay có 8 tỉnh thành từ Quảng Trị, Bình Định và Gia Lai Kon Tum đã có cho học sinh nghỉ học. Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định cho cán bộ công nhân nghỉ làm ngày hôm qua và hôm nay. Lúc 22 giờ tối qua, Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an thông tin về việc tạm dừng các phương tiện lưu thông tại hai đầu Bắc Nam qua khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Phó Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo yêu cầu các phương tiện giao thông ở hai đầu các tuyến đường Bắc Nam tạm dừng hoạt động khi bão vào đất liền để đảm bảo an toàn. Cũng trong tối qua tại Quảng Trị, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp trực tuyến về công tác đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống cơn bão số 4 Noru. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chỉ đạo Bộ Công an lưu ý việc yêu cầu phương tiện giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ tại hai đầu Bắc Nam tạm dừng hoạt động khi bão vào đất liền để đảm bảo an toàn, trừ phương tiện làm nhiệm vụ khẩn cấp, xe cứu thương, xe phòng chống lụt bão, xe công vụ. Vì vậy, ngành chức năng đã triển khai cấm các tuyến đường như quốc lộ 1A, quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh, cao tốc Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Từ 22 giờ đêm qua, theo dọc tuyến từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và từ các tỉnh Tây Nguyên xuống các tỉnh miền Trung. Hiện tại lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát Giao thông các đơn vị địa phương đã chuẩn bị phương tiện, thiết bị nghiệp vụ để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng và Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai.
Lúc 23 giờ 30 phút tối qua, bão số 4 không còn khả năng mạnh thêm. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến thời điểm này có thể khẳng định bão số 4 không còn khả năng mạnh thêm. Theo ông Hưởng, với những diễn biến mới nhất của bão số 4, Trung tâm quyết định thu hẹp vùng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4, bao gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và phía bắc của Quảng Ngãi, khu vực phía nam Quảng Ngãi, Bình Định trở xuống có mức độ rủi ro thiên tai cấp 3. Với mức độ rủi ro thiên tai cấp 3 vẫn là vùng bão nhưng không có khả năng gió mạnh cấp 12. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn nhận định trong đêm qua và ngày hôm nay ở khu vực Trung Trung Bộ từ Quảng Trị đến Bình Định, khu vực Tây Nguyên, nhất là Kon Tum, Gia Lai là những vùng có mưa rất lớn, tổng lượng mưa trong đêm nay và ngày mai khoảng 200-300 mm. Với lượng mưa như vậy, nguy cơ gây trượt lở đất, lũ quét ở vùng núi cao. Quảng Ngãi, gió giật cấp 12 khiến nhiều nhà dân trên huyện đảo Lý Sơn bị tốc mái. Ghi nhận của phóng viên vào lúc 23 giờ 45 phút ngày hôm qua, trên địa bàn các xã ven biển bắt đầu xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh. Trao đổi với Vietnamnet, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết, từ tối và đêm nay, mưa lớn cùng gió mạnh cấp 10 giật cấp 12 đã khiến nhiều nhà dân trên huyện đảo bị tốc mái, cây cối gãy đổ. Hiện mưa đang lớn, địa phương chưa thể thống kê được con số cụ thể về những thiệt hại này. Thông tin trước mắt chưa ghi nhận những hậu quả nghiêm trọng, bà Hương nói. Thực hiện công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh, từ 20 giờ tối, các tuyến đường trên địa bàn tỉnh vắng người và phương tiện đi lại. 0 giờ ngày hôm nay, Phó Thủ tướng triệu tập các điểm cầu báo cáo. Khoảng 0 giờ ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành triệu tập các đầu cầu báo cáo diễn biến tình hình, các ảnh hưởng của bão. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, hiện tại bão số 4 cường độ cấp 13 giật cấp 15, đường kính gió mạnh trên cấp 10 là 100 km. Vào 0 giờ ngày hôm nay, vị trí bão ở vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc, 109 độ kinh đông, cách Đà Nẵng Quảng Nam 80 km. Bão đã gây gió mạnh ở đảo Lý Sơn cấp 10 giật cấp 12. Bão di chuyển ổn định hướng tây khoảng 3 đến 6 giờ tới, bão đổ bộ vào bờ. Khi cập bờ, gió bão cấp 11, 13, giật cấp 15. Gió mạnh nhất tập trung vào Đà Nẵng, Quảng Nam và Nam Thừa Thiên Huế. Bão gây nước biển dâng từ 1 đến 1,5 mét, sóng cao 3 đến 6 mét, kết hợp thủy triều gây ngập lụt dọc ven biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Bão số 4 tiếp tục gây mưa lớn 200 mm đến hết ngày hôm nay, tổng cả đợt phổ biến 400 mm, có nơi đạt 600 mm, gây lũ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Trọng tâm thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và Kon Tum. Lúc 3 giờ 15 phút, Đà Nẵng gió giật mạnh, gầm rú liên tục kèm mưa lớn. Nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị mất điện, gió bão gầm rú khắp nơi. Tại nhiều địa bàn, gió giật làm bay mái tôn, cây cối đổ rạp. Mưa lớn cũng khiến một số khu dân cư bị ngập. Ngay lúc 3 giờ sáng, trên các trang Facebook chia sẻ về những hình ảnh, clip gió giật ở thành phố Đà Nẵng, nhiều người đã thốt lên. Những người ở nhà kết cấu yếu, nếu không sơ tán sẽ trải qua một đêm kinh hoàng, gió lớn, cây xanh gãy cành, bật gốc ở một số tuyến đường tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Lúc 3 giờ 40 phút, hàng trăm nghìn hộ dân bị mất điện. Bão Noru với sức gió 133 km/h đã quần thảo ở 3 tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, giật tung các mái tôn, làm đổ cây ở nhiều khu vực. Nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã bị mất điện diện rộng. Thống kê ban đầu ở Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có hơn 500.000 hộ dân bị mất điện do bão số 4. Tại Quảng Nam, nhà không thuộc diện di rời bị sập. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Lê Hồng Thiết cho biết, mưa to, gió lớn đã gây sập một phần của nhà người dân tại đây. Sự việc trên xảy ra vào khoảng 2 giờ cùng ngày tại gia đình bà X, thôn An Thành 1, xã Bình An. Thông tin ban đầu, gió bão đã làm sập một phần nhà dưới. Gia đình này không nằm trong diện di rời vì được xếp vào diện nhà kiên cố. Trong nhà có người già và trẻ em, những người này đã lên nhà trên và tạm thời an toàn. Lúc 3 giờ 51 phút, Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam thông tin tại trạm khảo sát Tam Thanh, Tam Kỳ lúc 3 giờ 40 phút cùng ngày đã đo được gió giật 39,7 m/s cấp 13. Khoảng 4 giờ, bão đổ bộ đất liền, gió giật cấp 13.
Lúc 4 giờ sáng ngày hôm nay, vị trí tâm bão đi giữa Đà Nẵng và Quảng Nam gây mưa to, gió giật liên tục. Nhiều khu vực tại Đà Nẵng, Quảng Nam mất điện diện rộng, hàng loạt nhà cấp 4 bị tốc mái, cây đổ khắp mọi nơi. Vị trí tâm bão lúc 4 giờ sáng ngày hôm nay nằm giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, cường độ cấp 10-11, 103-117 km/h, giật cấp 13. Ảnh hưởng của bão số 4 tại đảo Cù Lao Chàm, Lý Sơn và thành phố Tam Kỳ có gió mạnh nhất với sức gió cấp 9-10, giật cấp 13-14. Đảo Cồn Cỏ gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Đông Hà có gió giật cấp 6. Đồng Hới có gió giật cấp 7. Nam Đông có gió giật cấp 9. Đà Nẵng có gió giật cấp 8. Tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, bão số 4 đã gây mưa lớn, gió rít liên tục kèm những va đập của mái tôn bay. Toàn bộ khu vực thành phố đã bị mất điện, cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân. Mạng điện thoại di động kết nối kém, chậm chờn vì ảnh hưởng. Đà Nẵng, mưa to kèm gió lớn khiến nước liên tục tràn vào các hành lang hai tòa nhà B1A và B1 chung cư Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Các cư dân ở đây trắng đêm thay nhau tắt nước ra ngoài. Chia sẻ của những người trắng đêm canh bão tại Đà Nẵng cho thấy, hàng loạt nhà cấp 4, đặc biệt là nhà mái tôn, đã chỉ còn khung. Toàn bộ mái hiên và dàn cây nhà mình tốc bay kéo theo dây điện đứt. Đứng nhìn qua nhà hàng xóm thấy trống hoác xót xa quá, bạn Lê Hồng Mai chia sẻ trên Facebook Huy Nguyễn. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia biến đổi khí hậu và giảm thiểu thiên tai. Những trang Facebook của người dân, con em Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng liên tục sáng đèn trong đêm, kèm những nhắn nhủ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi cố lên, cầu mong bình an. Lúc 4 giờ 45 phút, bão đang trên đất liền Đà Nẵng, Quảng Nam. Trao đổi với Vietnamnet, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 4 giờ 45 phút, bão số 4 đang trên đất liền Đà Nẵng, Quảng Nam. Hồi 5 giờ sáng nay, phóng viên thông tin tại Đà Nẵng đang mưa rất to, gió giật liên tục. Cập nhật nhanh từ Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4, tại Đà Nẵng có thiệt hại, nhà bị tốc mái do bão, 173 trạm biến áp mất điện đã khôi phục 89 trạm. Rất nhiều cây xanh bị ngã đổ, biển hiệu bị thổi bay. Đáng nói đến thời điểm này, vẫn chưa có thông tin mới về 60 người ở dưới thuyền nổ máy tại âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà. Hồi 5 giờ sáng nay, tại điểm cầu Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp tục có cuộc làm việc với các địa phương về diễn biến và ảnh hưởng của bão số 4. Ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết hiện chưa có ghi nhận thiệt hại về người. Trong đêm có một trường hợp phụ nữ trở dạ, các lực lượng đã dùng xe quân sự chở đến bệnh viện. Về thiệt hại tài sản, có 2 nhà bị tốc mái, 172 trạm biến áp mất điện đã khôi phục được tại 89 trạm. Ngã đổ 75 cây xanh và một số biển hiệu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cũng thông tin tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người. Có một số nhà dân bị tốc mái, chưa thống kê được số lượng cụ thể và gãy đổ một số cây xanh tại huyện Lý Sơn, mất điện tại 6 huyện. Theo đại diện tỉnh Quảng Trị, có một số nơi có gió cấp 6, giật cấp 8. Ngoài thiệt hại với lốc xoáy mà Phó Thủ tướng kiểm tra chiều qua, hiện trên địa bàn có một số cây xanh gãy đổ, chưa ghi nhận các thiệt hại khác. Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa 3 ngày một số nơi đã vượt 300mm. Có gió giật cấp 7 đến cấp 9, thiệt hại ban đầu ghi nhận đã có một nhà bị sập, 10 nhà tốc mái, có một người bị thương nhẹ. Từ đầu cầu Đà Nẵng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan lưu ý, giờ phải chuẩn bị ứng phó hoàn lưu bão. Ông Hoan nhấn mạnh, cần tổ chức các đoàn công tác để kiểm tra các địa bàn xung yếu. Nhiều nơi có mưa to do ảnh hưởng của bão số 4. Trong hôm nay, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 120 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Từ hôm nay đến ngày mai, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 100 đến 250mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Vùng ven biển Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm một đợt, có nơi trên 180mm một đợt. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp. Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ, đây là cơn bão lớn, công tác chuẩn bị tiến hành công phu, kỹ lưỡng. Đáng mừng là đến nay, thiệt hại sau bão không lớn, đặc biệt là thiệt hại về tính mạng, sức khỏe người dân. Cần khẩn trương rà soát các điểm bị thiệt hại, nhà bị tốc mái để xuống hỗ trợ bà con. Về thiệt hại ở các khu vực cây cối
trôi đổ, ảnh hưởng giao thông, các địa phương khẩn trương khắc phục, rà soát, kiểm tra, tổng hợp đầy đủ thiệt hại sau khi bão tan. Phó Thủ tướng lưu ý, không được chủ quan, có trường hợp sau bão còn gây ra thiệt hại lớn hơn, ví dụ như thiệt hại do hoàn lưu bão năm 2021. Ông Lê Văn Thành cũng yêu cầu bảo đảm thông suốt đi lại, an toàn đi lại, tránh tai nạn thương tích, đặc biệt là cho học sinh đến trường. Cần tiếp tục theo dõi diễn biến bão để tiếp tục triển khai ứng phó, hiện vẫn chưa được ngừng nghỉ. Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan tổ chức đoàn đi kiểm tra ở Quảng Ngãi, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đi kiểm tra tại Quảng Nam. Phó Thủ tướng sẽ đi kiểm tra tại Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, tiếp tục bám sát tình hình, không chủ quan, không để bị động, bất ngờ. Phó Thủ tướng nêu rõ. Lúc 5 giờ 45 phút tại Quảng Nam, nhà tốc mái. Ghi nhận của phóng viên tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, thiệt hại ban đầu của cơn bão số 4 được chụp lúc 5 giờ 30 phút sáng nay tại phường Hòa Hương, một ngôi nhà bị tốc mái toàn bộ. Nhiều tấm tôn bay nằm trên đường. Tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo nhanh tính đến 5 giờ sáng nay về hậu quả của bão Noru gây ra. Cụ thể, một nhà với 17 khẩu ở xã Tam Phú bị tốc mái hoàn toàn. Đồn biên phòng 276 Cù Lao Chàm có nhà chỉ huy, nhà ở cán bộ, chiến sĩ bị tốc mái hơn 50%, cây cối ngã đổ hơn 70%, sập hệ thống chuồng trại, tăng gia, vỡ kính sảnh trước nhà chỉ huy. Đồn biên phòng 260 cửa đại vỡ kính sảnh trước nhà chỉ huy, chìm một ghe tại xã Tam Giang, Núi Thành, có 4 tàu vận tải và 1 tàu câu mực neo đậu tại phao luồng số 19 luồng Cảng Kỳ Hà bị dây neo và mắc cạn tại khu vực luồng phao số 17 gần xã đảo Tam Hải. Tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn bị sạt lở 3 vị trí. Khu dân cư đường số 1 thôn A Rong, xã A Tiêng, thôn A Dứt, xã Bê Lê, thôn A Hu, xã Ê Tiêng, huyện Tây Giang ngập sâu từ 0,5 đến 1 mét gây thiệt hại và hư hỏng đồ dùng của người dân. Lúc 7 giờ 09, Đà Nẵng, gió lớn, hàng loạt cây xanh bị đổ. Theo phóng viên, hiện tại ở Đà Nẵng vẫn có gió lớn, trời mưa nhỏ. Bão số 4 đã làm hàng loạt cây xanh bị ngã đổ, cây lớn ngã đổ trước khách sạn Novotel. Mái tôn biển hiệu bị bão hất văng ra đường Trần Phú. Hàng chục cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng có mặt tại các tuyến đường dọn cây gãy đổ. Lúc 8 giờ 06 phút, bão suy yếu, mưa mở rộng ra Bắc Bộ. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, ban kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.